Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Trang. Thì hôm nay Trang xin chia sẻ cách mà mình nhân giống Tiki cho lan hồ điệp nha. Đối với những loại lan như là lan vũ nữ, lan cattleya, lan đất thì cái thân của nó thì có thể tự nhiên mọc ra nhiều nhánh con. Nhưng mà đối với lan hồ điệp á thì đây là đơn thân này các bạn. Thì có những cái cây đẹp á, mình muốn nhân giống nó ra thì có một cách là mình sẽ tạo cái kia ở nơi cái cây hoa này nè các bạn. Thì các bạn thấy là mình có những cái cây kia này nè, lên rất là đẹp luôn. Đây thì cái kia này, nhưng mà những cái kia này á đang còn nhỏ thì mình chưa có cắt ra được, mình phải chờ cái cây của mình á nó ít nhất 3 lá, nhưng mà để cho cây mình khỏe thì mình là ít nhất 4 lá. Mình chờ cây của mình ra đến 4 lá và rễ cũng có ít nhất 4 rễ thì mình mới cắt ra để mà ươm cây con. Đặc biệt cái cây này, cái cây kia này này các bạn, nó lên thêm một cái nguồn hoa đây nữa, cưng chưa, cực kỳ cưng ở đây luôn. Đây là một cái cây kia mà mình đã cắt và ươm ra rồi này các bạn, mình đã trồng ra rồi. Cái này là mình cắt ra là lúc mà 1 2 3 4 5. Cái này mà lúc mà mình cắt cái kia ra là có 5 lá. Cái lá này khi mình trồng vào chậu thì nó được thêm một lá này nữa. Bây giờ nó rất là xanh tươi luôn này, và nó ra rễ. Thì cái này á là mình trồng ở trong trong giá thể. Còn mình cũng có một cái cây kiki khác, đây là cây kiki khác này các bạn, mình đã cắt ra rồi. Cái này cũng 2 4 lá, cái này cũng 1 2 3 4 lá, thì mình cũng cắt ra và bây giờ đang ra, mình bỏ vào trong này đang ra lá non này. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái vết cắt của mình này, mình cắt từ cây mẹ này cái còn ra này. Thì đây đây là cái chùm thân mẹ đây. Thì cái đây là cái kiki thứ hai mình cắt ra rồi này. Cái này thì cái rễ nó dài quá cho nên mình trồng ở trong thủy canh. Thì cách mà mình bây giờ mình sẽ xin chia sẻ cái cách mà mình làm kiki nha các bạn. Thì đối với những cái cây đẹp mà khi mà các bạn muốn nhân giống lên để mình giữ giống, mình muốn gầy ra nhiều thì mình sẽ dùng cái thuốc này này các bạn. Mình sẽ dùng ở đây Kiki Crazy Kiki Cloning Past Past đây. Mình sẽ dùng cái này, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Như bây giờ đây đi. Cây này là mình đang có một cái cây Berlina thì mình sẽ làm đi cây này. Thì với cái cây như thế này á, mình nhìn thấy đây là cái cây Berlina mà mình rất là thích cây này nha. Bây giờ mình sẽ đây này, các bạn thấy ở dưới này nha, thì có một cái búp này, thì mình sẽ gỡ cái này ra, cái cuống này đây, mình sẽ gỡ cái này ra. Đầu tiên mình sẽ nhẹ nhàng thôi nha, mình gỡ để mình lấy cái rồi đây, khi mình thấy có một cái mầm siêu siêu này nha. Bây giờ mình sẽ bôi cái mình dùng cái thuốc cái kia này nên các bạn, cái thuốc cái kia này thì người ta bán ở trên Amazon á. Mình lấy cái này nha, mình chét là mình bôi lên đây, nhưng mà mình bôi là mình phải để lại cái mầm của nó lại nha, để cho nó nở lên đây nha. Này mình sẽ bôi ở dưới, mình sẽ phóng to lên, phóng to lên này. Đây này các bạn, mình sẽ bôi ở dưới cái mầm nha.
Rồi. Mình bôi là mình bôi ở dưới cái chỗ mà mình vừa tước ra đó, nhưng mà mình phải chừa cái đầu lại nha, cái đầu mầm của nó lại nha. Đây nó có cái búp này này, búp mầm này thì mình phải chừa ra để cho cái búp mầm này nó có chỗ thở để nó toi đầu lên, nó toi cái đầu lên. Đó, thì mình sẽ vừa ở đây. Thường á những cái lan hồ điệp thường á thì mình sẽ bôi ví dụ như là những cái cây hồ điệp thường đi thì ở đây cái cuống nó rất là dài thì mình sẽ cắt mình bôi ở những cái nhánh mà gần cắt xong cuống mình bôi gần gần, nhưng mà do đây là cái hồ điệp thơm cho nên là cái ngùm của nó rất là ngắn luôn, và cho nên mà còn cái mục đây cho nên mình chỉ làm được ở đây. Còn đối với những cái hồ điệp thường thì nó dài hơn thì các bạn có thể làm nhiều hơn, mình sẽ chừa những cái cành một hai nấc ở phía dưới ra. Nếu mà đối với là hồ điệp thường thì mình sẽ chừa một nấc hai nấc ở dưới ra, mình sẽ làm ở giữa thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Như vậy là xong này các bạn, thì mình để qua thời gian là cái mục này nó tự nó phát triển lên thôi. Rồi nó ra rễ thì mình sẽ chờ ra mình lớn lên rồi mình cắt ra mình trồng. Thì Trang xin dừng video tại đây. Anh chị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đón xem. Bye.